Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ Ngọc Nguyễn Store. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn về Surface Book 2 Core i năm 2018. Surface Book có một điểm khác với các laptop truyền thống khác là ở chỗ màn hình lớn có thể được gỡ khỏi bàn phím dễ dàng và dùng ở chế độ Tablet chỉ bằng một nút bấm đơn giản. Sự ra đời hai phiên bản là 13 và 15 inch của dòng laptop Surface Book 2 cũng đã cho chúng ta thấy sự thay đổi về màn hình của Microsoft. Công nghệ màn hình vẫn như thế, vẫn là màn hình Pixel Sense với mật độ điểm ảnh 276p sắc nét và được tích hợp con chip TCON đọc bảng màu 3D để hỗ trợ khả năng hiển thị màu sắc tối đa, cũng như thay đổi chế độ màu chỉ trong chớp mắt. Bàn phím to và có nhiều khoảng trống giữa các phím cảm giác gõ phím nhẹ, chắc chắn bạn có thể gõ với tốc độ cao mà không gây ra tiếng ồn khó chịu. Touchpad kích thước lớn, bề mặt nhẵn mịn, thao tác mượt mà. Bề mặt chạm đa điểm có thể sử dụng bằng 3 đến 4 ngón tay dễ dàng. Nhà sản xuất đã trang bị chip xử lý Intel Core i5 thế hệ 11KB với 8GB RAM cùng ổ cứng SSD 256GB cho phiên bản tiêu chuẩn. Với khả năng hoạt động lên đến 17 giờ liên tục người dùng có thể sử dụng máy thoải mái mà không phải lo về vấn đề hết pin. CPU, Intel Core i 7300 u Ổ cứng, 128GB. Màn hình, 15 inch 4K 10 point multi G5, 3240 x 2160, 260 ppi. Đồ họa, i5, Intel HD Graphics 620. Cổng kết nối, 2 USB Type A, USB Type C, Surface Connect, 3.5 Audio. Kích thước, 29,21 cm, 20,14 cm, 0.845 cm. Trọng lượng, 1,9 kg. Pin, 17 tiếng. Năm sản xuất, 2018. Sản phẩm này đang có mức giá vô cùng hợp lý tại trang web Ngọc Nguyễn Store và các bạn có quan tâm hãy truy cập tới đường link phía dưới phần mô tả của video cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video để ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video thì hãy like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất nhé